Chào ông bà. Nông xin mến chào khán giả toàn thể quý cô bác, tiếp tục quay trở lại với video tiếp theo của Nông. Buổi chiều nay Nông lại với cái dế nữa, quẩy nữa, sẽ tiếp tục đi làm cái vườn các bác ạ. Thì cũng rất là vui, vừa nhận được tiền từ cô Hồng Anh ở Beaverton, Mỹ gửi cho là tổng là 23.600.000 để cho dế và cấy để làm cái tường bao, làm cái tường rào. Như thước phim trước thì ông có nói là cô hứa hẹn gửi, thì hôm nay cô cũng đã gửi rồi. Gửi là ông cũng đã nhận được số tiền là 23.600.000 từ cô Hồng Anh gửi để làm cái vườn, cái tường bao để bảo vệ tài sản của dế và cấy bác ạ. Cháu ông xin phép thay mặt dế và cấy xin gửi lời tri ân từ tận đáy lòng. Cô yêu thương các em như con cháu của cô, thì tình thương cô dành cho các em bao la như biển trời. Cũng nhờ tình yêu vô bờ bến ấy, hai em nay đã có nhà và các con vật nuôi, dần dần phát triển kinh tế. Và cũng từ tình yêu ấy, cô đã gắn kết hai em hơn anh em ruột thịt, chia sẻ miếng cơm trong cuộc sống từ hai bàn tay trắng. Hai em nay đã có tất cả, dần được sống. Hai em sẽ ổn định và tương lai sẽ mở rộng ngoài sức tưởng tượng của nhiều người và cũng như mơ ước của nhiều người. Cháu ông xin gửi lời chân thành tri ân cô Hồng Anh, cô Kim Ngân và chú Tùng là những mạnh thường quân lớn trong đời dế và cấy. Các cô chú đã cùng tất cả các mạnh thường quân trong và ngoài nước thay đổi hai cuộc đời rất ngoạn mục. Không có các cô, các chú, các anh chị, đời hai em sẽ không bao giờ được những phần phúc như hai em hiện có. Xin hết lòng cảm ơn các cô, các chú. Cháu ông xin chúc các cô, các chú, các anh chị muôn vạn sức khỏe, phúc lộc dồi dào, cùng tiếp tục đồng hành với cháu An Ông. Cháu cả ơi cô Hồng Anh đã gửi tiền về cho cháu với cái làm vườn, làm nuôi. Cháu xin cả ơi nhiều. Chúc cô sức khỏe rất là nhiều. Rồi, cái cảm ơn à? Cái. Cảm ơn. Cái cảm ơn đi. Hả? Cái. Cháu cảm ơn. Cảm ơn. Cò. Cháu cảm ơn bà gửi tiền cho cháu. Cháu cảm ơn bà tiền cho cháu. Đó, người dừng mãi từ một năm trời nay mà không biết nói lời, không nói câu cảm ơn các bác. Thì cũng rất là mong là các cô, các bác hãy thông cảm cho người dừng. Thì sau đây sẽ cho dế và cấy sẽ đi từ đầu hồi nhà cấy phát xuống dưới để làm sạch, để phát băng xuống, xong là sẽ cuốc móng dần từ chỗ đầu hồi nhà cái xuống đến dưới kia, làm từ bên nhà cái xuống xong là đến dưới kia, xong làm tiếp tục làm từ nhà dế xuống các bác ạ. Thì hồi rồi anh ông tính là lấy B40 làm, thì cô Hồng Anh cô có nói là cứ xây bằng gạch hết, nếu mà có thiếu thì tiếp tục gọi cho cô. Cô sẽ tiếp tục giúp cho hai em để cho hoàn thành các bác ạ. Đi phát từ bên kia, cầm cả cuốc nữa. Quay đi. Đi ra kia, ra bên kia. Này rất là nóng. Ôi ôi dê đi đâu đi nhỉ? Đúng rồi. Nó có cửa. À, ở dưới kia. Đi.
Đi nhanh thế nào? Ông nói tôi chết xin lĩnh tộc. Cái máy này của ai đấy? Cái máy này của ai? Là lưu chú à. Cuốc từ đây này. Cuốc từ trên này. Ôm hôm nọ mình trồng cái chuối là hơi xa hơi ra đấy nhỉ? À đúng rồi. Từ đây mà. Từ chỗ bếp bếp kia mà. Đây đây, cuốc từ đây. Từ từ để xem đã. Từ đây thôi. Ra quá rồi, cây chuối này hơi dai rồi. Trước cuốc hơi ra. Ra tuôn lên cho nó. Từ đây. Cuốc đào xuống xong là cuốc. Cái này chắc là làm giật từng cấp thì mới xây được, bởi vì dốc quá các bác ạ. Phải giật từng cấp một. Làm nền từng cấp. Để cho nó cho các bác chơi khó lắm. Bê phát xuống dưới cái phát đi. Một lô một chạm. Ôi dù thân mình. À bột phỏ. Mai vẫn phải xây lên đến trên này. Từ trên này xuống đấy. Cuốc rộng tầm 54-50 phân. Cái chuối này mai chắc là nhổ đi chỗ khác thôi. Nhổ đi vào trong vườn mình hết. Dế ơi, cứ phát xuống dưới hết đi đã. Phát hết xuống dưới làm cho nó sạch hết. Xong là lấy dây về căng thì mới làm được, mới cuốc thẳng được. Phát hết từ đây. Phát cái này này. Phát bên này nữa, cái lua lò tật tạ. Phát rộng sang mai mình mới làm được. Là theo cái dự toán vừa rồi là hơn 30 triệu các bác ạ. Hơn 30 triệu thì mới xong cái vườn. Đấy, cô Hồng Anh cô nói là dùng B40 đấy thì sợ là không được lâu. Thì cô là nói với nông là xây hết gạch xuống. Thiếu bao nhiêu thì cô sẽ gửi. Giờ nãy ông quên là cái số tiền của cô Hồng Anh ấy, thì cô có nói là cho vào xây tường bao cho dế và cái là 20 triệu, còn 2,6 triệu đấy thì là cô cho A Nông, còn 1 triệu đấy thì là cô cho Quẩy và quỹ để mua đất. Thì cháu An Ông sẽ cái số tiền của Quẩy An Ông sẽ đưa vào quỹ để mua đất cho em Quẩy. Thì hiện tại quỹ của em Quẩy là được 30 triệu rồi các bác ạ, được 30 triệu để quỹ mua đất. Thì cũng rất là cảm ơn các cô các bác cũng đã giúp em Quẩy được đến 30 triệu rồi. Thì hiện tại mà muốn cho em Quẩy được một mảnh đất và làm được một cái nhà thì cần một khoản tiền cũng khá là lớn, thì em Quẩy em mới có cơ hội để sở hữu một cái căn nhà các bác ạ. Thì cũng rất là mong là tất cả các nhà hảo tâm, các mạnh thường quân trong và ngoài nước ủng hộ Quẩy, giúp Quẩy để Quẩy có một cái cơ ngơi mơ ước của mình để dành riêng cho mình các bác ạ. Phát hết đi. Ở đây này, lấy cây đi, cất đi. Lấy cái cây này đi, cất đi. Cái cha tần tông một chày một hao một mà. Do cho xuống một tỏ một chày. Do một tàu mà cái này một chỉ do một tàu một cái này một xe tàu từ. Phát để nó sạch vào mai cuốc mới dễ. Quẩy thì mấy hôm đi về nhà
Đi về nhà được 2 hôm, quay lại đây kêu đau lưng không giúp được. Của mình chỉ thẳng đây thôi. Bỏ mai bỏ cái đá này ra xong là mới xây đi theo cái đá này. Mai vẫn phải bây giờ phát xuống hết đi xong là kéo dây. Thì để làm cái công trình này thì có lẽ sẽ mất vào tầm khoảng gần chục ngày các bác ạ. Chục ngày thì mới xong. Cả làm móng, làm giếc các kiểu nữa. Thì theo vừa rồi dự toán để tiền công, công thợ cả đấy thì cho đang dự kiến là 10 ngày. Thì cũng không biết là nó sẽ hết 10 ngày hay không. Có khi thì hết 10 ngày, có khi lại ít hơn cái số công đó. Ít hơn theo dự kiến. Này, cái cây này đã có cây chuối con rất là nhiều rồi kìa, ở gốc kìa. À, có một cây. Cái gì đây? Ga một tò mồ. Ga một sát tò mồ. Cùi cái cây này sao không mang đi đốt đi để nó hỏng hết. Rồi. Cái cây kia đừng chặt nhé, cái nhá. Thì chết tuần đông hao. Đấy, đủ cũng rất là to rồi cô bác ạ. Đấy, cây này đã ra hoa rồi. Đấy, cũng mới trồng đây thôi mà cũng ra hoa rồi. Cây đã đủ lên rất là nhanh các bác ạ. Cho bốc cười nó ra một nó tàu lơ. Cái chuối rất là tốt. Từ đây lên trên kia. Thì đây ta xuống nó để lo nó mà. Đặt cái nó hay lý. Hôm nay sẽ cho hai em phát hết từ đây xuống dưới, phát hết xung quanh luôn các bác ạ. Từ đầu hồi nhà cái phát xuống đến hết đất xong lại ngược quay lại phát bên kia. Sáng nay đi cuốc ở dưới này gì? Vâng. Cuốc nhiều không? Ý rồi. Ta làm ngô cũng ghế ở đây không mang về. Này cái mang về. Ngâm một chế. Chế hao nát. Em nọ trồng cỏ cũng đã mọc được như này rồi các bác ạ. Vừa nãy dễ phát đi à. Phát rừng rộng tí mai nó mới dễ làm dễ ơi. Bắt đầu là hôm nay phát xong, ngày mai dạy về là tự xuống, hai anh em xuống cuốc nhá. Làm từ chỗ nhà cái xuống hết nhá. Buổi sáng xuống để làm sớm đi, dạy sớm làm. Nó mới không nóng, biết không? Sơn cho chí tình to chào tình mà tụ lỡ. Tụ khâu vinh giả lò, khâu vinh giả mùn giả mù. Đấy, cây cỏ nó trồng đã lên cao rồi các bác ạ, đây này, rất là tốt này. Đấy. Giao nhiêu ở đâu? Giao nhiêu xin thì nhớ lưu mà.
xi này mà. Này mai phải kéo dây nữa thì nó mới thẳng được. Kéo dây từ đây lên tít trên kia. Hôm một căn nằm nó có cử. Sát cho rộng ra thì mai cuốc nó mới dễ. Cái đá này mai mai cho sang bên này. Xong là cuốc. Tí đi lấy dây về kéo. Cái đồi này không bao giờ đội mú nên là quen rồi các bác ạ. Hôm nay quẩy đau lưng nên là quẩy đi giúp chăn dê các bác ạ. Quẩy chăn dê, còn dế với cái sẽ làm ở đây. Chắc là từ ngày mai ngày kia cho quẩy lên hộ dế và cái chăn dê, xong là cái với dế sẽ làm ở đây cả ngày. Nhá dế nhá. Vâng. Lúc nào chăn dê cho quẩy lên. Nếu mà quẩy đi cùng anh ấy thì sẽ không giúp được, mà quẩy ở nhà sẽ lên chăn dê, xong là em mới lại cấy làm cái này. Dài phết. Đấy, mai cuốc đến chỗ chân đi nhá, dế nhá. Nè. Mai cuốc bằng ở đây đi, ra kia. Ôi, tụi đông hao chỉ chia. Trên nào á. Nó chia. Nó to chia. Cây me nhỉ, cây me đừng có chặt đi nhá. Vâng. Có cây me ăn quả ấy. Đấy, đừng chặt nhá. Đấy, cái đấy là cây ăn quả đấy. Cây me. Dê tầm khoảng thời gian nữa họ thu hết ngô là thoải mái mà thả. Đây ngô đang mọc, nhưng mà cái ngô này phải bắp nó bé các bác ạ, bắp bé tí luôn, không bằng ngô của cái. Đấy, ngô của cái trồng vụ 2 bắp rất là to. Dê đang ăn cỏ bên kia các bác ạ. Đấy. Bên kia họ trước họ trồng mà ngô không lên. Thank you.
đi làm một lúc là xong ngay mà. Thế này ngồi ở nhà 30 phút thôi mà làm gì mà phát được cái này. Đấy, đi làm 30 phút nó được rất là nhiều việc. Đấy, này mai sáng mai dậy sớm phải đi làm. À, xuống nghỉ một tí đi xong đi phát hay là đi phát luôn. Cho cho cú đi. Cây dưới này này. Dâm ở dưới này này. Nóng quá nhỉ. Qua đi chơi bà cắt tóc thì không cắt. Nếu không bà là chưa dài chưa cắt. Cái này là sáng em mới lại cái xuống cuốc phải không? Bên này quá. Cuốc mỏng quá, cuốc ít quá. Cái này là đất hơi chéo, mai khả năng là đổi thẳng đây. Đổi thẳng đây để lấy đất vuông. Đổi với họ. Quế đi đâu rồi? Quế nãy chăn dê đi đâu rồi? Không biết. Thế bắt đầu phát từ đây đi lên trên. Phát hết. Chị kéo khó kêu đấy tuần hả? Làm xa xa một tí thôi dế ơi. Mai cuốc xa xa ở đây, không ở kia mấy nữa mưa về nó lại đổ tường đi đấy. Ngô này bị sâu độc thân ăn hết nên là ăn hết lá các bác ạ. Bị sâu ăn hết lá nên là không lên nổi. Rất là nhiều sâu. Mai cứ cuốc bên kia trước nhé, bên kia dài hơn, bên này ngắn hơn. Bên nào không được. Cuốc bên chỗ nhà cái trước, bên kia làm khó hơn. Đấy, dê ăn cỏ rất là ngon. Ngô này bị sâu độc thân ăn hết nên là ăn hết lá các bác ạ. Bị sâu ăn hết lá nên là không lên nổi. Rất là nhiều sâu. Mai cứ cuốc bên kia trước nhé, bên kia dài hơn, bên này ngắn hơn. Bên nào không được. Cuốc bên chỗ nhà cái trước, bên kia làm khó hơn. Đấy, dê ăn cỏ rất là ngon. Phát hết đi, phát cho nó khoang hết đi. À. Cái nương này là cũng con sâu ăn hết ngô nên là các em cũng không thích làm nữa các bác ạ. Nên là nó hơi rậm. Ngô mọc lên thì bị con sâu độc thân ăn hết rồi. Bếch khử tá. Bếch khử mà cho nó mà chỉ mỗi chỉ to là đâu. Giặt ở dưới kia kìa, kia họ thu rồi, mai cho nó xuống dưới này ăn, cho để nó xuống dưới kia ăn ở dưới này nữa. Thế xe này mà mặn nó thì mưa dưới dùng mưa. Cứ cho vào đây ăn ở đây đi, chỗ này không có ngô đâu. Phát sạch vào. Ôi dồi ôi, buổi chiều quá nóng. Dê anh bảo rồi, buổi sáng cho nó đi ăn một lần nữa. Cứ nhốt ở đấy, mai nó gầy hết. Ngày thăn chăn hai lần đi. Nhé cái nhé. Thì nó phun cho một nó ít o dầu á. Nó mới no được. Cứ nhốt như thế là dê nó gầy. Mai nó đẻ ra con nó không tốt. Cái này là mấy đứa làm tường bao xong, xong là lấy phân dê về. Lấy phân dê về làm hẳn nương, làm rau.
làm rau xong là tầm khoảng tháng 10, tháng 11 bán rau cải rất là chạy luôn. Đấy, cái thời điểm đấy bán cứ mớ 5.000, 5.000 mớ bé bé thôi. Là sẽ có tiền để mua gạo. Tranh thủ thôi, buổi chiều thì đi chăn dê. Xong là buổi sáng thì đi làm vườn. Có đất mà không biết làm thì cũng đói suốt thôi. Nên là phải chịu khó mà làm. Rồi. Thắp tua này. Đâu? Chưa, bếp chưa này. Chưa tua đâu. Đều luôn. Chưa lên được bây giờ đâu. Ôi ôi, nóng quá nhỉ. 133 mét. Nó đo dế không biết, dế không ở hôm đấy. Thì mới tôi làm vậy kia lấy cho nó ra cho nó mồ đa mà dùng ớt. Anh ông bị đau lưng nên là không thể nào mà cầm cuốc xẻng dao cán được. Ôi nóng thế nhỉ. Thế nào. Làm cái kia cuốc ở đây. Cái này cho thẳng gánh này đi. Chỉ nó bốc cái nào. Một cái đế. Đã. Hả? Không. Xin giới thiệu với các bác là ông có một cái gian hàng nhỏ nhỏ thì ông có bán các sản phẩm như mật ong khoái, đây là chai mật ong khoái, và còn đây thì là chai mật ong Bạc Hà. Tiếp ở dưới này thì đây là chai mật ong rừng các bác ạ. Đây. Ở dưới này hơi tối nên nó nhìn thấy đen đen. Và tiếp đây thì là giảo cổ lam các bác ạ, giảo cổ lam. Đấy. Giảo cổ lam là có tác dụng là hạ huyết áp. Còn tiếp đây là cái gói chè dây. Đây là một túi này là một cân. Một gói này là uống được thoải mái tầm khoảng nửa tháng, hơn nửa tháng các bác ạ. Là có tác dụng là cải thiện giấc ngủ các bác ạ. Còn tiếp đây, cái này là cây cỏ máu các bác ạ, cây cỏ máu. Đấy, thì các bác cái công dụng của cây cỏ máu các bác lên trên Google các bác có là có tác dụng gì thì sẽ chị Google sẽ bảo cho. Cây này là làm bổ đường huyết, bổ máu và sau sinh. Còn đây cũng là chè dây. Ngoài các cái sản phẩm ở đây thì anh ông còn có bán cái thìa canh hỗ trợ điều trị tiểu đường các bác ạ. Mà có bác nào quan tâm đến sản phẩm thì liên hệ số điện thoại 0326 628 386 để mua. Rất là mong là các cô các bác đi qua kênh thì có thể ủng hộ anh ông để anh ông có kinh phí để đi giúp người nghèo ở vùng cao. Anh ông xin cảm ơn
các cô các bác đã quan tâm và ủng hộ kênh.